làm cái chảo ốc ngon thì chúng ta phải lấy ốc lát, rồi chúng ta phải lấy thịt ốc lát phơi một nắng. Sau khi phơi một nắng xong, chúng ta sạch hột lựu. Giờ thì là lúc phối trộn nguyên liệu và gia vị gồm hành, tỏi, giò sống, chả cá, muối, đường, tiêu. Đừng quên bỏ thêm ít hạt tiêu xanh để tạo điểm nhấn cho món ăn, và một cái trứng giúp tăng thêm độ kết dính cho phần nguyên liệu. Quết liên tục đều tay chính là bí quyết của món ăn này. Sau khi tổng hợp hòa quyện xong mà chúng ta thấy nó dai đó. Dai rồi chúng ta mới cuộn lá, lấy lá cách cuộn vô. Đây là cái phần lá cách, chúng ta chỉ lấy cái lá dày thôi. Trên bếp than vừa độ lửa, món ăn bắt đầu tỏa ra mùi hương không lẫn vào đâu của lá cách. Khi lớp lá lót dĩa trở màu thì cũng là lúc dọn sẵn dĩa đi cùng thưởng thức. Còn gì bằng khi được nhấm nháp chút sần sật giòn giòn của thịt ốc, dai dai của giò sống chả chả, kết hợp với chút hăng hăng của tiêu xanh và thơm nhẹ của lá cách. Cầu kỳ cũng là đây, mà dân dã cũng là đây.